Thưa quý vị, sáng nay theo giờ Việt Nam, nhiều nước dọc theo bờ biển Thái Bình Dương, trong đó có Mỹ, Canada, New Zealand, Fuji và đã ban bố cảnh báo sóng thần sau khi núi lửa ở đảo Hunga Hapaya phun trào gây sóng thần ập vào bờ biển Tonga. Mỹ đã ban bố cảnh báo sóng thần ở khu vực bờ Tây từ bang California đến bang Alaska, trong khi Canada cảnh báo sóng thần ở cực Tây của British Columbia. New Zealand cảnh báo nguy cơ xảy ra sóng thần ở khu vực bờ biển miền Bắc và miền Đông. Trong khi đó, thì Fiji đã ban bố cảnh báo sóng thần, yêu cầu người dân tránh xa bờ biển do có các con sóng nguy hiểm. Cục khí tượng Australia cho biết là những đợt sóng thần cao tới 1,2 mét đã được ghi nhận ở thủ đô Nuku'alofa của Tonga, đảo quốc nằm ở phía nam Thái Bình Dương. Người dân nước này đã nhanh chóng sơ tán đến những khu vực cao hơn sau khi nước biển tràn vào thành phố. Hiện chưa có thông báo về thiệt hại và thương vong sau trận sóng thần này. Cũng trong sáng sớm nay, một trận sóng thần đã ập vào bờ biển của Nhật Bản sau vụ núi lửa phun trào dữ dội gây sóng thần ập vào bờ biển Tonga. Trước đó, thì cơ quan khí tượng của Nhật Bản JMA đã kích hoạt các cảnh báo sóng thần và phát đi những bản tin liên quan, đồng thời hối thúc các cư dân di chuyển đến những nơi cao hơn. Hiện chính phủ của Nhật Bản đã thành lập văn phòng liên lạc tại phủ thủ tướng của nước này để tập hợp thông tin và sẵn sàng đưa ra các chỉ đạo ứng phó thiên tai kịp thời. Và lúc này chúng tôi đã kết nối với phóng viên Long Nguyễn, thường trú Đài truyền hình Việt Nam tại Nhật Bản để có thông tin thêm ạ. Xin được chào anh Long Nguyễn ạ. Xin anh cho biết về tình hình thảm họa sóng thần tại Nhật Bản tới thời điểm này như thế nào ạ? Vâng, sau khi núi lửa phun trào ở quốc đảo Tonga ở Thái Bình Dương, Nhật Bản đã phát đi cảnh báo về sóng thần. Theo cảnh báo này, thì sóng thần có thể cao đến 1 mét tại các địa phương ven biển phía đông, từ Hokkaido đến Okinawa, và sóng thần cao 3 mét tại đảo Amami, Tokara và tỉnh Iwate. Theo ghi nhận của cơ quan khí tượng Nhật Bản, thực tế đã có sóng thần cao 1,2 mét tại đảo Amami và sóng thần cao từ 60cm đến 1 mét dọc các địa phương ven biển khác. Theo cơ quan này, sóng thần có thể tiếp tục dâng cao hơn và người dân cần đến nơi trú ẩn an toàn. Xin trở lại trường quay. Vâng, vậy thì chính phủ Nhật Bản đã có những biện pháp nào để đảm bảo an toàn cho người dân và tình hình người Việt Nam tại Nhật Bản trong đợt sóng thần này như thế nào rồi thưa anh? Theo Cơ quan Quản lý Thiên tai và Hỏa hoạn thuộc Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản, lệnh sơ tán đã được ban hành cho 8 tỉnh ven biển phía đông của nước này, có khoảng 230.000 người thuộc hơn 100.000 hộ gia đình thuộc diện sơ tán. Đến nay chưa có thương tích nào về người và thiệt hại về nhà cửa được báo cáo. Người Việt sinh sống tại các khu vực có cảnh báo sóng thần cũng đã được đưa đến nơi lánh nạn an toàn cùng người dân địa phương. Cơ quan khí tượng Nhật Bản vẫn tiếp tục cảnh báo người dân cảnh giác, cho biết sóng thần lần này được gây ra bởi sự phun trào núi lửa sẽ khó dự đoán hơn các vụ sóng thần gây ra bởi động đất. Chính quyền địa phương kêu gọi người dân không nên chủ quan, tránh xa bờ biển và các cửa sông cho đến khi hết cảnh báo. Xin trở lại.